Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3051, đừng cầu xin cho cậu ta Đường Tuấn ôn hòa nhìn Hoang Dược Phi nói, anh nhận em làm đệ tử Anh vừa dứt lời, toàn bộ nơi đó chìm vào im lặng Sau đó để cử mạch bùng lên tiếng hoan hô còn náo nhiệt hơn trước đó Trong khi đó ánh mắt của Hoang vô tấn những người khác vô cùng ảm đạm Thân phận bây giờ của Đường Tuấn quá cao quý, nếu như Hoang Dược Phi được anh thu nhận làm đệ tử thì cho dù bọn họ âm thầm muốn làm gì cũng phải cân nhắc một chút. Mặc dù các tộc nhân của Đệ Cửu Mạch không biết rõ thân phận của Đường Tuấn là gì, nhưng từ sự tôn trọng và thỏa hiệp của Hoang Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn thì bọn họ có thể đoán được một chút. Những người như vậy đồng ý thu nhận Hoang Dược Phi làm đệ tử vậy thì chính là thần hộ mệnh cho dòng họ của bọn họ. Hoang Tàn Phong và một số trưởng lão đối mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ xuống cung kính nói, chúng tôi về sau sẽ kính trọng anh đường. Tuy có không tới 100 người, nhưng âm thanh vang dội khắp đan hà cảnh có những pháp tắc nhàn nhạt vang vọng trên bầu trời. Những gì họ nói ra không phải là lời nói suông, mà chứa đựng bản chất giống như lời thề với trời đất. Một khi bọn họ hối hận hoặc không giữ gìn thì sẽ gây ra những tổn hại khôn lường cho việc tu hành của bọn họ. Giờ khắc này, Hoàng Vô Tấn và những người khác không biết ngưỡng mộ ai. Những người như Hoang Tàn Phong trong tương lai sẽ sinh ra ít nhất mười mấy thần quân cấp cường giả. Bọn họ là một thế lực không thể coi nhẹ, đến lúc đó, e rằng quyền kiểm soát thế giới lớn này có lẽ sẽ đổi chủ. Audio điện tử Võ Tấn bền. Nhưng nếu không có Đường Tuấn thì sẽ không có tất cả những điều này. Dòng dõi thú hoang cổ đại chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất rồi. Trong lòng Hoàng Vô Tấn thở dài đám người hoang kỳ nhất, hoang thái tức thậm chí còn không có dũng khí nói ra. Cho dù đó là thân phận của đường nghiêu hay thực tế là toàn bộ đệ cửu mạch hiện đang hỗ trợ anh, không phải là thứ mà bọn họ có thể sỉ nhục. Hoang kỳ nhất, cậu dám vô oan cho cậu đường, hãy vào hoang nhai khổ luyện 10 năm coi như trừng phạt. Hoang vô tấn đột nhiên hung dữ nói. Hoang kỳ nhất, hoang nam sơn và những người khác choáng váng. Hoang nhai là cấm địa của dòng dõi thú hoang vô cổ đại, là nơi rất nguy hiểm, chỉ có một số trưởng lão bế quan ở đó. Dù hoang kỳ nhất sai nhưng hình phạt đó vẫn hơi nặng. Tộc trưởng Hoang Nam Sơn và một số trưởng lão đồng thời hét lên: "Đừng cầu xin cho cậu ta, dựa vào một chút tu vi mà thức tỉnh tư chất đã coi trời bằng vung. Mười năm vất vả tu luyện ở hoang nhai mới rèn rũa tính khí của cậu ta. Nếu không sẽ không thức tỉnh, thì tương lai cũng không có thể ổn định." ngoặc kép Hoang Vô Tấn trầm giọng nói. Hoang Nam Sơn cũng hiểu rằng hành động của Hoang Vô Tấn không chỉ ép tiềm năng của Hoang Kỳ nhất mà còn cứu mạng anh ta. Chương 3052, ta không biết cụ thể tình hình là như thế nào. Hứa Vô Sơn đã rèn rũa trong quân doanh nhiều năm nên đương nhiên có thể nhìn ra thủ đoạn của Hoang Vô Tấn. Nhưng ông ta và Hoang Vô Tấn đã là bạn bè nhiều năm nên cũng không muốn làm khó ông ta và nói, cậu Đường, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ không biết bây giờ cậu có rảnh không? Đường Tuấn gật đầu nói được. Hoàng Tàn Phong và những người khác lập tức đi thu xếp chỗ. Trong một căn phòng, Đường Tuấn, Hoàng vô tấn và Hứa vô sơn đang ngồi mà Hoàng Dược Phi đang rót rượu cho Đường Tuấn. Dù không bái sư một cách nghiêm túc nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô bé thì đã thành thân phận đệ tử thật sự. Cậu Đường, cô bé. Hứa vô sơn nhìn Hoàng Dược Phi có chút do dự nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, cô ấy là đệ tử của tôi, ông không cần phải kiêng rè. Hoàng Dược Phi nghe xong lời này, trong lòng liền trở nên ấm áp. Hứa vô sơn nói xong, đường Tuấn khẽ cau mày nói, ma địa. Đây là nơi nào, lẽ nào có liên quan đến cổ ma sao? Hứa vô sơn gật đầu, ma địa là nơi một số yêu cổ ma mạnh mẽ đột phá, những trận pháp mạnh mẽ được bố trí ở ma địa để hấp thụ linh khí của trời đất và sinh ra linh mạch. Ngoài ra, ma địa cũng sẽ là nơi chôn vùi của một số cổ ma mạnh, chôn vùi mọi thứ của cuộc đời trong đó. Bởi vậy mới có câu rằng, ma địa cũng có bảo địa. Trong lòng đường Tuấn cảm động, anh lại hỏi, rốt cuộc cổ ma là cái gì? Hứa vô sơn hơi giật mình, vốn dĩ muốn mơ hồ, nhưng nhìn thấy dự định tiến sâu hơn của đường Tuấn đành phải thốt lên, cổ ma là sinh vật từ kỷ nguyên, cái gọi là quân phản loạn, đứng sau đều là cổ ma thao túng. Hệ thống tu luyện của bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta, vì vậy bọn họ mới hạn chế pháp lực của chúng ta. Không nói đến Đường Tuấn ngay cả cường giả vô địch cấp số cũng phải kinh ngạc, rõ ràng là lần đầu tiên nghe được lời giải thích này, anh run rẩy nói, khi Kỳ Nguyên bị hủy diệt, sinh vật của Kỳ Nguyên đó cũng sẽ theo đó mà diệt phong, chỉ có cường giả tôn giả cấp số có thể tồn tại. Theo như tôi biết, có rất nhiều cổ ma dẫn đầu quân phản loạn, có không ít cảnh giới thần quân còn chưa đạt đến cảnh giới này đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ có cách nào yên ổn vượt trước sự sụp đổ của kỷ nguyên sao? Trong lòng Đường Tuấn cũng có cùng một câu hỏi. Bất kỳ nền văn minh nào cũng sẽ trải qua một quá trình chuyển từ thịnh vượng sang suy tàn. Trái đất cũng đã từng trải qua thời kỳ đại hồng thủy. Nhưng so với kỷ nguyên bị hủy diệt thì thời đại đại hồng thủy chẳng khác nào chỉ là đến nhà chơi. Một khi kỷ nguyên bị hủy diệt, 99% sự sống trong toàn vũ trụ sẽ bị diệt phong cùng với nó. Chỉ những cường giả tôn giả cấp số và một số thần quân có thực lực mới có thể tồn tại. Đây cũng là lý do tại sao tu sĩ động hư cảnh lại luôn ngoan cố muốn tu luyện thành thần quân. Bởi vì chỉ có thể tu thành thần quân thì mới có khả năng sống sót khi kỷ nguyên bị hủy diệt. Mà dòng dõi cổ ma đã vi phạm định luật này vì có quá nhiều người sống sót. Hứa Vô Sơn lắc đầu nói, ta không biết cụ thể tình hình là như thế nào. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, ngoại trừ Tôn Giả, có lẽ chỉ có cường giả cấp số như Chu Tước Thần Quân mới biết lý do trong đó. Đường Tuấn đành phải tạm thời nén nghi hoặc trong lòng lại và nói, vừa rồi tướng quân Hứa nói muốn tôi giúp đỡ có phải là có liên quan đến ma địa này không? Chương 3053, chuyện này tôi biết, không cần ông nhắc nhở. Hứa Vô Sơn khẽ gật đầu nói, đúng vậy, tôi phát hiện ra ma địa này rất nguy hiểm, tôi muốn tìm một bác sĩ có thực lực giỏi để đi cùng tôi. nếu có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ yên tâm hơn. hiện này trong toàn bộ trung ương tinh hà ngoài ngũ đại thần y thì y thuật của bác sĩ đường là giỏi nhất. nếu như có cậu đi cùng thì tôi sẽ có thêm một chút tự tin trong chuyến đi này. khi đến ma địa ngay cả bác sĩ thần cũng sẽ bị động lòng, nhưng giá để mời bác sĩ thần đi cùng quá cao. Đến lúc đó e rằng Hứa Vô Sơn sẽ không còn có được bao nhiêu những thứ thu nhập từ Ma Địa, thậm chí rất có thể chuyến đi đến Ma Địa còn bị thiệt hại. Bây giờ Đường Tuấn vẫn chưa phải là một bác sĩ thần vì vậy anh là sự lựa chọn tốt nhất. Đường Tuấn khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ. Hứa Vô Sơn nói, cậu Đường nghiêm túc suy nghĩ cũng là chuyện bình thường. Quả thực Ma Địa có chút nguy hiểm đối với cậu. Ông ta nghiến răng và lấy ra một hạt ngọc màu xanh biếc hạt ngọc tỏa ra với ánh sáng màu xanh lục, tỏa ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Hứa vô sơn trịnh trọng nói, hạt ngọc này là bảo vật ta tìm thấy trên cổ ma hà, nó chứa đựng khí tức sinh mệnh, có thể giúp người ta ngưng tụ ấn ký sinh mệnh trong thế giới nhỏ. Nếu cậu đường đồng ý, hạt ngọc này sẽ được dùng làm phí mời cậu đường lần này đồng hành cùng tôi. Ngoặc kép. Vào khoảnh khắc khi hạt ngọc xanh xuất hiện thì trái tim đường Tuấn đã lệch một nhịp. Tiểu Thanh truyền đạt một ý tưởng, tôi muốn nó. Hoàng vô tấn chế nhạo nói, hứa vô sơn, có khá nhiều loại hạt này ở cổ ma hà, chút đồ này mà muốn nhờ một bác sĩ thần làm việc này ông cũng thật là quá keo kiệt rồi. Loại hạt ngọc này quả thực có chứa khí thức sinh mệnh, nhưng có một vài người có thể chiết xuất ra, e rằng ít nhất phải là cường giả vô địch cấp số. Hạt ngọc này vốn dĩ vô dụng đối với bác sĩ đường trước đó hứa vô sơn đã ra tay với hoang nam sơn và những người khác nên trong lòng hoang vô tẫn đầy oán hận lúc này ông ta cũng không khách sáo mà nói ra những lời thô lỗ hoang vô tẫn ông sắc mặt hứa vô sơn hơi thay đổi những gì hoang vô tẫn nói là sự thật loại hạt ngọc này không phải là hiếm loại hiếm thấy trong cổ ma hà chỉ cần có cường giả vô địch cấp số là có thể đi sâu vào đó một đoạn và tìm thấy loại hạt này nhưng vì chuyến đi đến ma địa lần này Hứa Vô Sơn đã đánh đổi rất nhiều bảo vật, những thứ khác ông ta không nỡ lấy ra. Được. Ngay khi Hứa Vô Sơn đang do dự muốn thay đổi thứ gì đó, Đường Tuấn đột nhiên đồng ý. Đường Tuấn cầm lấy hạt ngọc màu xanh lá cây trên tay Hứa Vô Sơn cất đi trước, nói, ngoài thứ này ra, tôi muốn xem một chút nguyên văn của khúc trấn thần. Vẻ mặt của Hoang Vô Tấn thay đổi, Đường Tuấn khẽ nói, đối với chuyến đi đến Ma địa, Hoang tộc trưởng có lẽ cũng nên đi trong lòng thắt lại, Hoàng Vô Tấn nghe ra trong những lời của Đường Tuấn nói có ý uy hiếp nếu ông ta không đồng ý, nếu bị thương trong ma địa thì anh sẽ không ra tay. Ông ta âm thầm thở dài và nói, được, hứa Vô Sơn không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt méo mó của Hoàng Vô Tấn, nói, vậy thì hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, tranh thủ hai ngày này hai người chuẩn bị một chút. Hoàng Vô Tấn, dù trong lòng ông có thủ oán với tôi, nhưng chuyến đi đến ma địa rất nguy hiểm tốt hơn hết không nên dùng bất cứ âm mưu nào. Ngoặc kép, Hoàng Vô Tấn lạnh lùng nói, chuyện này tôi biết, không cần ông nhắc nhở. Trường 3054, đây có phải là cảnh giới lòng ta là lòng trời không? Suy cho cùng thì ma địa có liên quan đến kỷ nguyên nên đối với bọn họ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu còn dở cho quỷ thì thực sự là đang tự tìm cái chết. Hoàng Vô Tấn và Hứa Vô Sơn rời đi, Đường Tuấn ở lại một mình trong phòng, anh cầm ngọc giản trên tay, trên mặt ngọc giản có khắc những ký tự nhỏ xíu, Khúc Chấn Thần. Đây là nguyên văn của Khúc Chấn Thần mà Hoang Vô Tẫn đã đưa cho anh. Kể từ khi anh nghe tiếng hát của Hoang Dược Phi và tinh thần lực tăng vọt, anh bắt đầu có hứng thú với nguyên văn của Khúc Chấn Thần. Tâm trí đắm chìm vào trong ngọc giản, âm thanh lúc có lúc không vang lên trong tâm trí Đường Tuấn. Không có âm tiết cố định, nó giống như tiếng gió cũng giống như tiếng nước chảy, khiến lòng người tĩnh lặng. Nhưng sau đó, âm thanh đột nhiên thay đổi, tràn ngập khí tức sát ý khiến trong lòng không tránh khỏi kinh hãi và căng thẳng. Toàn bộ khúc chấn thần không có nhạc phổ cố định và không có sự biểu đạt bằng văn bản, chỉ là sự hòa quyện của cảm xúc và âm thanh. Trong vô thức, tâm trí của Đường Tuấn hoàn toàn chìm vào trong đó. Tuy rằng tinh thần lực không tăng lên như trước, nhưng Đường Tuấn cảm thấy tâm trí vô cùng yên ổn dường như thể xác và tinh thần không thể tách rời với trời đất. Đây có phải là cảnh giới lòng ta là lòng trời không? Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, sau khi tinh thần lực đạt đến cấp 8 có thể sinh ra nhiều loại thần không khác nhau và lòng ta là lòng trời là một trong số đó. Sau khi lĩnh hội loại thần thông này, tinh thần lực đại diện cho Đường Tuấn không còn là tồn tại hư vô nữa mà có thể dùng tinh thần lực kích động nguyên khí trời đất khiến cho tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Lúc này, sự tự tin của Đường Tuấn tăng lên rất nhiều. Với sự trợ giúp của lòng ta là lòng trời, thậm chí Đường Tuấn có thể sánh ngang với cường giả vô địch cấp số. Tất nhiên, nếu đối phương cũng lĩnh ngộ lòng ta là lòng trời thì đó là một vấn đề khác tạm thời không bàn đến. Đường Tuấn giúp tâm trí khỏi ngọc giản, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu khúc chấn thần là do ông tổ của thú hoang cổ đại sáng tạo ra, thì tu vi của tổ tiên này có lẽ được gọi là thông hiểu một cách phi thường. Đường Tuấn sừng sốt ông vốn dĩ chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy. Sau khi lĩnh ngộ được lòng ta là lòng trời thì tâm trí Đường Tuấn cũng cố gắng lĩnh hội khúc chấn thần thêm một lần nữa. Nhưng anh chỉ có thể nghe thấy những âm thanh tự nhiên đó khiến lòng anh bình yên chứ không có sự trợ giúp nào khác. Cuối cùng anh đã dứt khoát bỏ cuộc. Thu khúc chấn thần này lại trong tay Đường Tuấn xuất hiện hạt ngọc màu xanh biết có được từ hứa vô sơn. Cùng với việc tu vi của anh tăng lên thì sự trợ giúp của Tiểu Thanh và Tiểu Kim cũng ngày càng ít, vẫn còn sót lại một số hư không nguyên thạch mà trước đó đã cô đọng. Nhưng cho tới bây giờ, hư không nguyên thạch mà Tiểu Thanh hấp thụ cũng khó có thể theo kịp tu pháp khai thần 12 pháp, vốn dĩ không còn thừa. Ngay khi hạt ngọc màu xanh này xuất hiện trong tay Đường Tuấn thì ý niệm của Tiểu Thanh bắt đầu trở nên hoạt bát. Chương 3055, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành trên mặt đường Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Tiểu Thanh bắt đầu truyền lại một cỗ năng lượng cho cho anh, cỗ năng lượng này cùng với khí thức sinh mệnh không dung hợp vào trong cơ thể anh mà là hòa vào trong hư không của thế giới nhỏ. Ban đầu, im lặng như tờ, trong thế giới nhỏ chỉ có pháp lực và tinh thần lực đột nhiên có thêm một chút khí thức của sinh mệnh. Nếu muốn cô động ấn ký sinh mệnh trong thế giới nhỏ chỉ có một cách trước mắt trong hệ thống tu vi đó là dùng lực sinh mệnh của chính mình để xóa sạch sự tĩnh lặng trong thế giới nhỏ. Trong quá trình này, tuổi thọ của tu sĩ sẽ nhanh chóng giảm xuống cho đến khi thế giới nhỏ thai ngén sinh ra ấn ký sinh mệnh. Nhưng quá trình này có quá nhiều biến số, chẳng hạn như bạn không biết mình cần tiêu tốn bao nhiêu tuổi thọ để cô động ấn ký sinh mệnh. Có tu sĩ may mắn tài năng đặc biệt thì có thể tiêu hao 10.000 năm lực sinh mệnh nhưng có tu sĩ mất đến 50.000 năm tuổi thọ cũng không làm được, hy vọng xa vời trong quãng thời gian không xác định. Bình thường đỉnh phong của động hư cảnh chỉ có tuổi thọ 100.000 năm, ai có thể đủ tiêu hao chứ? Ai dám đánh cược vào một tương lai không chắc chắn với mạng sống của chính mình? Nhiều tu sĩ tin rằng chỉ cần bọn họ kiên trì thì sẽ thành công, nhưng kết quả cuối cùng là tuổi thọ cạn kiệt và chết. Đường Tuấn vốn định dùng phương pháp này để cô động ấn ký sinh khi đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh. Nhưng hiện tại sự xuất hiện của hạt ngọc màu xanh đã mở ra một cánh cửa mới cho anh. Hạt ngọc màu xanh lá cây thực sự có thể thay thế sinh mệnh chi năng của cơ thể con người. Không phải là chưa có ai từng thử phương pháp này mà là sinh mệnh chi năng của tu sĩ có ấn ký của riêng mình. Chỉ dùng sinh mệnh chi năng của chính mình ngưng tụ ấn ký sinh mệnh của thế giới nhỏ mới có thể không phân biệt bên nọ bên kia. Một khi sử dụng sinh mệnh chi năng từ bên ngoài, điều đầu tiên cần giải quyết là làm thế nào để loại bỏ ấn ký của sinh mệnh chi năng đến từ bên ngoài. Quá trình này quá tốn thời gian và cực kỳ kém hiệu quả cho nên từ trước đến nay có rất ít người đã thử cách này. Nhưng hạt ngọc màu xanh dường như không có khuyết điểm này, hoặc là sau khi qua được cửa của tiểu thanh thì khí tức sinh mệnh trong đó đã trở nên thuần khiết 100%, không có một chút ấn ký nào cho nên thế giới nhỏ mới có thể hấp thu hoàn toàn chỉ là lực sinh mệnh trong hạt ngọc này quá ít đổi thành tuổi thọ cũng chỉ có mấy chục năm mà thôi. Trong lòng đường Tuấn tính toán một chút. So với tuổi thọ mấy vạn năm của tu sĩ mà nói thì tuổi thọ mấy chục năm này quả thực rất ngắn. Đợi lần này trở về từ ma địa, có lẽ mình lại tới cổ ma hà một chuyến để ngưng tụ ấn ký sinh mệnh trước. Đường Tuấn âm thầm nói. Một khi ngưng tụ ấn ký sinh mệnh thực lực của anh sẽ lại được nâng lên, quan trọng hơn là lúc đó có thể đấu vật với thần quân, hai ngày sau, đường Tuấn ra khỏi phòng. Hoàng Vô Tấn và Hứa Vô Sơn đã đợi sẵn bên ngoài, ngoại trừ hai người bọn họ còn có các tộc nhân của các dòng họ thú hoang cổ đại. Đây là nền tảng luyện tập y thuật của anh, em xem qua trước một chút. Khi về anh sẽ tiến hành kiểm tra em một lần, nếu không đạt tiêu chuẩn của anh thì coi như anh chưa đề cập đến chuyện bái sư. Ngoặc kép. Đường Tuấn đưa một cuốn sách cho Hoàng Dược Phi nghiêm túc nói. Hoàng Dược Phi nghiêm túc cầm lấy, nói, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành. Chương 3056, xin chào công chúa điện hạ. Đường Tuấn khẽ gật đầu, hai ngày nay anh cũng đã giao tiếp với Hoàng Dược phi, tuy tuổi của cô bé còn trẻ nhưng quả thực có tài năng về y thuật. Hơn nữa sau khi đánh thức tinh thần lực mạnh hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều, trong tương lai không xa có thể trở thành bác sĩ thần. Đường Tuấn nói với Hoàng Vô Tấn và Hứa Vô Sơn, chúng ta có thể đi rồi. Hoang Vô Tấn lấy ra một pháp bảo, pháp bảo theo chiều gió đã biến thành một con tàu lớn. Con tàu có thể chứa cả trăm người, uy lực nhàn nhạt bao phủ, quả đúng là thiên khí. Sức tấn công của pháp bảo này không đáng kể, nhưng dùng để đi du lịch thì cũng không tồi. Ba người cùng nhau nhảy lên con tàu lớn, Hoang Vô Tấn khởi động con tàu trong nháy mắt lao lên không trung hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trên góc trời đó. Lần này nơi đến là ở bên ngoài trời đất nếu như thuấn di sẽ rất nguy hiểm cho nên dùng loại pháp bảo bay này là an toàn nhất chỉ có điều sẽ mất thêm một chút thời gian. Trong con tàu lớn, hứa vô sơn lấy ra một tấm bản đồ đặt trên bàn, chỉ vào một khu vực trong bản đồ, nói, lúc đó ta dẫn quân đội đi ngang qua đây, vô tình phát hiện ra sự biến động của nơi đó. Một mình tôi đã thăm dò sâu mới phát hiện ra lối vào ma địa. Ngoặc kép. Khi nói trên mặt hứa vô sơn vẫn còn dấu vết tim đập nhanh, hiển nhiên việc thăm dò không dễ dàng như ông ta nói. Vũ trụ bao gồm nhiều thế giới lớn và thế giới nhỏ tạo thành, giữa những thế giới này là khoảng không bao la hay còn gọi là thiên ngoại. Thiên ngoại này không hẳn là không có gì, có một số khổ tu sĩ và các tộc chuyên chế sống ở thiên ngoại. Đường Tuấn nhìn bản đồ, đột nhiên chỉ vào một khu vực, hỏi đây là nơi nào. Khu vực rộng lớn đó chặn đường đi của bọn họ, hứa vô sơn nói, đó là lãnh địa của hải tộc ông ta liếc nhìn đường tuấn một cách kỳ lạ nói tôi nhớ rằng quan hệ của cậu và công chúa thủy miều miều của hải tộc hình như không được hòa thuận cho lắm đến lúc đó nếu có người của hải tộc xuất hiện để tránh những xung đột thì cậu đường có thể tránh đi giúp tôi một lúc đường tuấn gật đầu thủy miều miều có lẽ vẫn đang suy nghĩ về hỏa tự thần văn của anh hứa vô sơn cười nói nhưng cậu đường không cần lo lắng lãnh thổ của hải tộc quá lớn hơn nữa thân phận của thủy miều miều lại cao quý lại thường sống ở vương địa cho nên xác suất xuất hiện ở đây là rất nhỏ ngoặc kép lúc này ở một thế giới phía trước con tàu lớn của đường tuấn bọn họ thế giới này không có đất liền chỉ có đại dương vô tận lúc này trên mặt biển các tộc và cường giả đang xếp hàng một cách tôn kính một lúc sau một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh lam cưỡi hải thú xuất hiện theo sau cô ta là một đội quân khổng lồ một nhóm người từ trên thiên ngoại lần lượt đáp xuống mặt biển. Xin chào công chúa điện hạ. Khi cô gái xuất hiện, mọi người trên mặt biển đều quỳ xuống và tôn kính nói. Cô gái được một nhóm cường giả hải tộc bao quanh giống như những vì sao đang vây xung quanh mặt trăng là thủy miểu miểu. Đứng lên đi. Chương 3057, chuẩn bị một chút, ta đi đưa người tới ma địa. Thủy miểu miểu nhàn nhạt liếc nhìn mọi người sóng nước dưới chân tự động tách ra, lập tức có một nhóm cường giả hải tộc dẫn đường đi tới chỗ sâu dưới đáy biển. sâu dưới đáy biển là những cung điện lộng lẫy nguy nga được bao bọc bởi những trận pháp hùng vĩ, có tác dụng ngăn cách với nước biển đồng thời để tránh bị tấn công trực diện. một đám cường giả hải tộc tiến vào cung điện, thủy miểu miểu rất tự nhiên ngồi ở trên vị trí chính, một tay chống má, nhẹ giọng nói, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà gọi ta qua đây gấp gáp như vậy? sau trận chiến ở táng tinh cổ địa cô ta được thần quân của hải tộc đưa trở về hải tộc. Vạn tiên hội này đã dáng cho cô ta một đòn mạnh nên cô ta muốn đột phá tới cảnh giới thần quân càng sớm càng tốt. Nhưng cho dù cố gắng hết sức tu luyện, cô ta cũng chỉ có thể ngưng tụ ra thế giới nhỏ, hoàn toàn không dám ngưng tụ ấn ký sinh mệnh. Nếu như ta có được hỏa tự thần văn và hiểu được ý nghĩa thực sự của sự hợp nhất giữa nước và lửa, khả năng nắm bắt cô động ấn ký sinh mệnh của ta sẽ cao hơn ít nhất 30%. Nghĩ đến đây, trong thủy miều miều thầm oán hận. Ở bước ngưng tụ ấn ký sinh mệnh các tộc càng mạnh càng cần nhiều sinh mệnh chi năng. Mặc dù thần quân đột phá theo cách này sẽ mạnh hơn, nhưng rất nhiều người không chịu nổi việc tiêu hao loại tuổi thọ mà chết ở trong quá trình ngưng tụ ấn ký sinh mệnh ngưng tụ. Đến giai đoạn này, người ngoài khó có thể giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào sự kiên trì của bản thân và một chút cơ duyên đột phá một trong những người của hải tộc ở phía dưới bước ra và kính cẩn nói, công chúa, vài ngày trước khi chúng tôi kiểm tra thiên ngoại đã tìm phát hiện ra một lối vào ma địa. Chúng tôi không đủ năng lực để vào đó, vì vậy chúng tôi thông báo cho điện hạ đến. Ngoặc kép. Mắt thủy miểu miểu đột nhiên sáng lên, nói, nói chi tiết một chút. Đợi hải tộc đó nói xong. Trên gương mặt xinh đẹp của Thủy Miểu Miểu lộ ra một chút phấn khích, nói tốt lắm, nếu ta kiếm được thứ gì đó ở ma địa các người sẽ có thưởng một số người hải tộc tỏ ra vui mừng. điện hạ, ở trong ma địa có quá nhiều nguy hiểm khó lường, tốt hơn hết người không nên mạo hiểm. đúng lúc này, một cường giả hải tộc bên cạnh thủy miểu miểu kính cẩn nói. thủy miểu miểu cao mày, bất mãn nói, còn nguy hiểm hơn ngưng tụ ấn ký sinh mệnh sao? cường giả hải tộc đó không nói nên lời và chỉ biết im miệng. bọn họ biết rõ gần đây điện hạ gặp chút phiền não vì chuyện ngưng tụ ấn ký sinh mệnh, ai muốn gặp rắc rối vào lúc này? chuẩn bị một chút, ta đi đưa người tới ma địa. Thủy miều miều hạ lệnh. Cường giả hải tộc nhận lệnh và rời đi. Thủy miều miều ngồi ở trên vị trí chính, biểu cảm có vẻ hơi buồn bực. Mặc dù đại hội vạn tiên vừa mới trôi qua chưa bao lâu nhưng các cường giả trẻ cùng thế hệ với cô ta đang bắt đầu phát huy sức mạnh của mình. Theo thông tin mà cô ta có được, cả đạo nhất và ngao vấn thiên đều đã ngưng tụ ra thế giới nhỏ thậm chí đạo nhất còn nhận được phần thưởng là người đứng đầu trong đại hội vạn tiên là một đạo khí. Vốn dĩ Đường Tuấn mới là số một trong đại hội vạn tiên nhưng sau khi thân phận của anh đến từ thiên khí chi địa bị bại lộ đương nhiên không thể trao thưởng anh nữa. Thậm chí có người muốn dùng chuyện này để ép Đường Tuấn đầu hàng giành được hai cấp y thuật nghịch thiên. Ngoài đạo nhất và ngao vấn thiên thì 10 thần tử thánh nữ khác cũng tiến bộ rất nhanh, ai cũng muốn là người đi đầu tiên và trở thành người đầu tiên đột phá thần quân như vậy sẽ áp đảo đồng môn. Thủy miều miều cũng có cùng quan điểm như vậy. Thủy tự thần văn lóe lên trên lông mày của cô ta, không ngừng nuôi dưỡng pháp lực và thân thể của cô ta. Nhưng cô ta chưa từng dám thử dùng tuổi thọ của mình để ngưng tụ ấn ký sinh mệnh. Bởi vì công pháp của hải tộc có rất nhiều sai sót, cần phải phối hợp với ý nghĩ thực sự của lửa mới thai nghén và sinh ra sự sống mời. Như vậy mới có thể có khả năng lớn đột phá cảnh giới thần quân. Mà hỏa tự thần văn là một bảo vật tuyệt vời trong quá trình này. Lẽ nào ta phải học hỏi các chủng tộc khác công kích thiên khí chi đại ép buộc đường tuấn giao thần văn ra sao? Thủy miều miều cao mày chặt hơn. Trường 3058 Ngao Thiên Vấn cũng đã cô động thế giới nhỏ rồi sao? Hiện tại các tộc muốn tấn công trái đất đều là các gia tộc hạng 2, tuy rằng đều có thần quân tỏa chấn nhưng thực lực không mạnh. Trong mắt thủy miều miều, những quần tộc này là cá tạp, hải tộc thật sự khinh thường khi cùng hạng với bọn họ mà dùng phương pháp này thủy miều miều cũng rất khinh thường nếu để tôi gặp lại tôi nhất định sẽ bắt sống anh khi nghĩ đến việc thất bại trước đường tuấn trong đại hội vạn tiên khiến thủy miều miều nghiến răng bạc tức giận hiện tại cô ta đã cô động thế giới nhỏ và tự tin rằng mình có thể nghiền nát đường tuấn cho dù là anh có quái dị hơn thì anh vẫn ở trong cảnh giới động hư trung kỳ pháp lực của tôi là vô tận anh làm sao có thể là đối thủ của tôi Thủy Miểu Miểu cực kỳ tự tin, bởi vì Hải tộc giỏi nhất trong chiến tranh kéo dài. Sau khi ngưng tụ thế giới nhỏ thì sự bền bỉ của cô ta càng trở nên mạnh mẽ. Công chúa điện hạ, thiên ngại có một con tàu đang tới gần. Lúc này, đột nhiên có người của Hải tộc chạy đến trình báo. Thủy Miểu Miểu định thần lại, vẻ mặt ngưng trọng, khua tay nói: chuyện vặt vãnh như vậy các người đi giải quyết là được rồi. Người của Hải tộc đó nói: những người trên thuyền vô cùng đặc biệt đó là Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn. Cách đây một thời gian, Hứa Vô Sơn đã dẫn quân đội đi qua vùng lân cận, chúng tôi nghi ngờ rằng ông ta cũng đã phát hiện ra ma địa. Ngoặc kép. Vẻ mặt của Thủy Miều Miều thay đổi, cô ta đứng lên với biểu cảm có chút u ám, nói các người theo ta đi xem xem, nếu bọn họ thật sự đi tới ma địa, vậy thì giữ bọn họ lại. Thiên ngoại, Đường Tuấn đang thỉnh giáo cách tu luyện của Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn. Khi nói về cảnh giới lòng ta là lòng trời thì biểu cảm cả hai của hai người hứa vô sơn đều trở nên ảm đạm. Hứa vô sơn lắc đầu thở dài nói, cảnh giới lòng ta là lòng trời còn khó hơn trở thành thần quân. Cảnh giới này chính là công cụ tu luyện đắc lực, có thể hiểu rõ hơn về pháp tắc thiên địa. Nghe nói là cấp bậc cao nhất thậm chí có thể đạt được tinh thần bất diệt và sống sót sau kiếp nạn hủy diệt của kỷ nguyên. Tôi đã từng nghe có người nói rằng lý do tại sao các tôn giả có thể sống sót qua kiếp nạn hủy diệt của kỳ nguyên là bởi vì bọn họ đã đạt được tinh thần bất diệt. Mà lòng ta là lòng trời là nền tảng tiền đề của tinh thần bất diệt. Đường Tuấn sừng sốt, lúc này mới nhận ra mình đã đánh giá thấp tầm quan trọng của lòng ta là lòng trời. Hứa Vô Sơn nhìn Đường Tuấn nói, cậu Đường, mặc dù tài năng của cậu rất lợi hại, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cậu không nên có tham vọng quá xa về cảnh giới này điều cậu nên làm bây giờ là đạt đến đỉnh phong của cảnh giới động hư không càng sớm càng tốt và ngưng tụ thế giới nhỏ. Theo những gì tôi biết, cả đạo nhất và ngao thiên vấn đều cô động thế giới nhỏ của họ rồi. Nếu như bây giờ cậu vẫn ở cảnh giới như vậy, e rằng không lâu sau, cậu sẽ bị bọn họ vượt qua quá nhiều. Đường Tuấn nhướng mày và nói, ồ, ngao thiên vấn cũng đã cô động thế giới nhỏ rồi sao? Chương 3059 chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Dừng lại ở đây, chúng tôi cần tiến hành khám xét tàu của các người. Đúng lúc này, một tiếng hét từ bên ngoài tàu vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ. Vẻ mặt của hai người Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn chợt thay đổi, Hứa Vô Sơn cười khổ nói, xem ra hải tộc đã phát hiện ra chúng ta rồi, hy vọng bọn họ không biết chúng ta đến vì ma địa. Bác sĩ Đường Chiếc thuyền này có trận pháp ngăn cách, cậu đợi ở trên thuyền đi, bọn họ sẽ không thể cảm ứng được khí thức của cậu đâu." Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Hai người Hoang Vô Tấn và Hứa Vô Sơn đi tới mũi thuyền, thấy phía trước mặt bọn họ chính là đám cường giả hải tộc đang bày trận, bao vây xung quanh họ. Mà trong những cường giả hải tộc có một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng đang ngồi thách thức. "Thủy Miểu Miểu vậy mà cũng ở đây ư?" Hứa Vô Sơn nhíu đôi lông mày lại một chút, tướng quân hứa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thủy miều miều cười tủm tỉm nhìn về phía hứa vô sơn. Hứa vô sơn khẽ gật đầu rồi nói, điện hạ ngăn thuyền bọn tôi lại, không biết là có chuyện gì không. Một cường giả hải tộc bên cạnh thủy miều miều quát lớn, các người đi qua lãnh địa của hải tộc, chúng tôi sẽ tiến hành lục soát theo thông lệ với các người. Hiện tại lập tức mở trận pháp ra cho bọn tôi đi vào. Hứa vô sơn và hoang vô tẫn lặng lẽ liếc nhìn nhau, âm thầm thúc đẩy pháp lực. Nếu như là bình thường thì kiểm tra trong thuyền cũng không có gì cả, nhưng bây giờ Đường Tuấn lại đang ở trong thuyền, một khi bị phát hiện thì e là thủy miểu miểu sẽ trực tiếp ra tay ngay, đến lúc đó không biết sẽ gặp phải những chuyện gì xảy ra có thể ảnh hưởng tới hành trình đến ma địa của bọn họ. Hứa Vô Sơn lắc đầu, trầm giọng nói, "Xin lỗi, yêu cầu này chúng tôi không thể đồng ý được. Chúng tôi cũng không phải không tên không tuổi." nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của bọn tôi để vào đâu đây? Vẻ mặt của những cường giả hải tộc kia trầm xuống, chuẩn bị nói thì bị thủy miểu miểu tranh lời, tướng quân hứa nói không sai, hai người các ông đều là cường giả vô địch cấp số, đến thế hệ của ta thì nói không chừng sẽ là một vị thần quân. Thuộc hạ của ta đương nhiên không có tư cách lục soát thuyền của ông rồi. Như vậy đi, bổn điện hạ cũng hơi mệt rồi, không bằng hai vị tướng quân mời ta lên thuyền uống chén trà thế nào mời bổn điện hạ uống chén trà, chắc sẽ không làm mất mặt hai vị chứ. Hứa vô sơn và hoang vô tấn không có lập tức trả lời lại, cân nhắc một chút. Thủy miều miều nhất thời hư lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hư, quả nhiên là có mở ám. Xem ra ta đoán không sai, hai người các ông cũng là vì đến ma địa. Trên mặt hai người hứa vô sơn lộ ra sự bối rối, thầm nghĩ một tiếng, không ổn, trong lòng. Chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Thủy Miểu Miểu xua tay rồi nói: "Bao vây bọn họ ở đây cho ta, nếu như dám cãi lời thì cứ việc ra tay." Lời vừa dứt thì hai người cường giả Hải tộc xuất hiện bên cạnh Thủy Miểu Miểu, trên lưng mỗi người đều mang theo một cái vỏ rùa màu huyền sắc sao, nửa người dưới là bạch tuộc. Sao huyền hoàng là màu sắc của trời đất, huyền là sắc trời, màu vàng là sắc đất, nếu chỉ theo nghĩa đen, hai câu này có nghĩa là màu sắc của bầu trời là màu đen, màu sắc của trái đất là màu vàng chương 3060, anh tới đúng lúc lắm. Khí tức nặng nề phát ra từ trên người bọn họ, rõ ràng là hai vị cường giả vô địch cấp số. Thủy miều miều thân là công chúa của hải tộc, hai người này chính là hộ vệ mạnh nhất của cô ta. Hai người cường giả vô địch cấp số này vừa xuất hiện đã gào to nói, bầy binh bố trận. Vốn dĩ đang bày thế trận chờ quân địch ở xung quanh, các cường giả hải tộc đột nhiên thúc đẩy pháp lực bao vây ba người một thuyền hứa vô sơn, một luồng khí thế mạnh mẽ bắt đầu tràn ra ngoài ba người đều cảm giác được áp lực nặng nề ở trên bả vai mắt thấy trận pháp gần hình thành hứa vô sơn và hoang vô tẫn liếc nhìn nhau rồi chợt quát một tiếng tiếng gầm đánh về bốn phía tu vi của cường giả hải tộc bố trí trận pháp này cũng không mạnh lắm nhất thời đã bị tiếng gầm sông tới này làm cho lảo đảo đôi chút tốc độ hình thành trận pháp cũng ngừng lại một chút điện hạ đắc tội rồi ánh mắt của hứa vô sơn ngưng lại hai người đồng thời vào tới phía Thủy Miểu Miểu. To gan, dám xông tới điện hạ. Hai cường giả vô địch cấp số của hải tộc quát một tiếng giống nhau, nghênh tiếp hai người kia. Bốn vị cường giả vô địch cấp số đánh nhau, uy áp đáng sợ có thể đẩy ra bốn phía. Thủy Miểu Miểu thấy thế thì lạnh lùng nói, ha ha, chỉ có chút thực lực như vậy mà cũng muốn đi giành cơ duyên ma địa với ta sao? Tiếp tục bày trận có hai vị cường giả hải tộc ngăn cản hứa vô sơn và hoang vô tấn, đã không còn ai tới ngăn trận pháp hình thành được nữa, trừ phi lại xuất hiện thêm một vị cường giả vô địch cấp số. Hỏng bét rồi. Hai người hứa vô sơn và hoang vô tấn thấy thế thì lập tức nghĩ không ổn. Một khi trận pháp được hình thành thì bọn họ sẽ thật sự bị vây khốn. Nhưng thực lực hai vị cường giả hải tộc này lại kém họ bao nhiêu, bọn họ căn bản không có khoảng trống để đi ngăn cản trận pháp hình thành. Bọn họ nhìn về phía thuyền lớn sau lưng, nhưng chợt âm thầm lắc đầu, bây giờ đường Tuấn mới chỉ là động hư cảnh trung kỳ, mà Thủy Miểu Miểu đã ngưng luyện ra tiểu thế giới rồi, thực lực chênh lệch quá. Dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại đi. Thủy Miểu Miểu cười chế giễu một tiếng. Lời của cô ta vừa dứt, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ta. Cô ta không hề cảm thấy xa lạ với chủ nhân của bóng dáng này, chính là Đường Tuấn. Là anh. Thủy miều miều nghiến răng nói. Đường Tuấn thản nhiên trả lời, đã lâu rồi không gặp. Anh tới đúng lúc lắm. Ánh mắt của Thủy miều miều ngừng lại. Nhưng sau một phút thì ngón tay của đường Tuấn đâm vào bả vai của cô ta, đánh tan pháp lực cô ta đang thúc đẩy, sau đó phong bế khiếu huyệt của cô ta lại không cho cô ta thúc đẩy pháp lực thêm lần nữa. Anh lại dám. Audio điện tử võ tấn bền.